Rồi, hello chào cô chú chị ha. Hiện tại em đang ở Paty. Đó, đây đang bán manh chủ nhà bộ mẹ con của chú chị. Đó, con mẹ thì con mẹ pháp kem ha. Đó, đang giữ con gái kem. Đó, thì con mẹ này đang giữ con gái kem này thì lứa đầu tiên của chú chị. Đó, mẹ thì mẹ tơ ha. Tơ đang giữ con cái kem này lứa đầu tiên. Đó, con thì được 1 tháng tuổi rồi. Đó, mẹ thì hiện tại là mẹ chưa rứt răng luôn nha cô chú chị. Đó, thì bây giờ em sẽ gửi hình ảnh và giá cả của bộ mẹ con này cho cô chú chị xem. Đó, tứ xem cô chú chị cho em xin một like, một đăng ký ha. Em kênh chăn nuôi bộ anh em phát sóng lúc 12 giờ trưa giờ 7 giờ tối. Rồi bây giờ em sẽ gửi hình ảnh về cả bộ mấy con này cho cô chú chị xem. Đó đây cô chú chị. Đó, con mẹ thì đang giữ con cái kem này thì lứa đầu tiên nè. Đó, thì chiều cao của con mẹ em đo là 1m33. Đó, thì nói chung thì con mẹ này không cao hung, nhưng con mẹ này nó được cái là cái dàn thùng của nó được cái dàn thùng nó giữ cô chú chị. Nó dài đòn và dàn thùng nó giữ ha. Đó, nó kiểu nó như dàn thùng nó như dạng mấy bột siêu vậy cô chú chị. Nhưng để con cái kem thì chắc mát sữa ha. Đây con cái kem này cô chú chị. Đó, còn cái kem này sau này nếu mà cái hoa bự thì mình để giống sinh sản được nữa. Đó, còn cái kem mới lớn mà rúng nó rúng chuyện cô chú chị, còn mẹ nó rúng nè. Đó, chân móng xương sóc của mẹ ha. Đó, con mẹ này thì xương sóc to nè cô chú chị. Đó, cái mẹ mẹ thì 4 vú ha. Đó, mùi vú hết thằng không. Đó, được con cái thì mẹ nó dàn thùng này lớn. Đó, đây con nè, con mới lớn mà lúng chuyền nè. Con thì cũng kiểu mẫu ha, con thì móng sò. Đó, thì cô chú anh chị nào muốn mua bộ mấy con này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cho chú anh chị điện trực tiếp ha. Đó, mẹ chân móng xương sóc đó. Đó, mẹ thì em quan sát thì mẹ 4 vú. Đó, mẹ tơ đẻ một lứa chưa rứt răng luôn của chú chị. Đó, thì em quan sát thì như con mẹ này hình như là không có sái mặt ha, nhưng sái lưng thì nghiêm chỉnh. Đó, bây giờ mình cũng cấy vào like không thì sái tích thì cô chú chị mình cũng thông cảm ha. Đó, nhưng mẹ này thì cũng cái dàn thùng của mẹ này lớn nè. Đó, sân lưng nè, chiều cao 1m33, 1m33, 1m34 của chú chị. Đó, cái bù vú nè. Đó, thì bộ mẹ con này chủ nhà cũng bán giá là 38.500.000 với 38 triệu, quên đấy, có 500 đúng chi tờ. Đó, 38 triệu. Đó, nhưng mà nói cái giá 38 triệu này thì anh, nếu mà cô chú anh chị nào mua ở xa thì anh còn thương lượng chút xíu từ xe cho cô chú anh chị nào ở xa đó. Đó, hiện con nó hiện tại thì con được 1 tháng tuổi nè. Đó, con rất sồi ha, xương sống con khá to. Đó, chân móng nè cô chú anh chị. Đó, giá là 38 triệu thì anh còn thương lượng thì xe cho cô chú anh chị nào ở xa đó. Đây con dàn xương sóc có ha, con thì mát sữa, lực bò, đít nở đi. Đây cô chú chị, đó, con nè, đít ngang rồi thấy chưa. Đó, mẹ thì không tàn không xương lớn. Đó, thì cô chú chị nào muốn mua bộ mấy con này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó, muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp điện cho em, nhắn tin số chủ nhà của chú chị điện trực tiếp ha. Đó, đó của chú chị, mẹ con này thì giá là 38 triệu thì anh còn thương lượng tiền xe của chú chị nào ở xa. Đó, mẹ thùng dạo lắc lớn ha. Đó, xe mặt cái lưng thì nghiêm chỉnh. Ý quên xin lộn hoài đó. Con mẹ thì không, xe mặt xe lưng thì nghiêm chỉnh của chú anh chị. Đó, nhưng mẹ này thì nói chung thì nó cao thì không cao hung. Đó, nhưng coi được con cái thì con mẹ này cái dàn thùng nó lớn, nó dài đòn xương sóc thì khá to. Đó, cái ngang của nó nè cô chú chị, nhìn kỹ cái ngang của nó nè. Đó, mẹ nó F1 nha, nó F2. Đó, thì cô chú chị nào thấy ưng bộ mấy con này thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà cô chú chị điện trực tiếp. Đó, thì nói chung thì em có chuyến xe về Sa Đéc với Đồng Nai. Đó, thì bà con nào có mua đó thì có gì em ghép xe sẵn chuyến em ghép xe đi Sa Đéc với Đồng Nai luôn ha, cho cô chú chị mình đỡ tiền xe. Đó, thì em cũng báo là bữa hay bữa là em có chuyến xe giao gì Đồng Nai với Sa Đéc đó. Đó, bà con nào ở hai vùng đó thì có mua thì
À, có gì em ghép xe đi luôn ha, cho nó đỡ cái phí xe chút. Đó, bộ mấy con này có giá là 38 triệu. Đó, 38 triệu thì anh còn thương lượng chuyển tiền xe cho cô chú anh chị nào ở xa đó. Mẹ thì xương sóc không tàn, cũng xương lớn nè. Đó, thấy chưa? Đó, con bú nè ha. Đó, thấy không? Cái chung mẹ này thì dài đòn của chú anh chị. Nó lông da cũng dọn luôn, cái lưng thì nghiêm chỉnh ha. Nó dài đòn. Cô chú anh chị cho cái ngang của mẹ nè, sân lưng nè. Đó. Thấy sân lưng không? Cái ngang của nó nè. Đó thì đối những bò đã rồi như thế này bên em bán sẽ bao lòi của chú anh chị mình trong vòng 3 tháng ha. Đó thì bên em sẽ bao lòi cho cô chú anh chị mình trong vòng 3 tháng, nếu về có tụ tập lô hối gì cô chú anh chị chụp hình gửi cho em. Đó là em sẽ xác minh bắt bò về. Đó, nếu mà có lưu ý thì bên em thâu về sẽ hoàn tiền bò và tiền xe đủ lại cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, bà con mình khỏi sợ phần đó ha. Đó thì nói chung thì nếu mà đi gấp xe thì bà con mình phải chịu cực đợi bữa hay bữa em mới có chuyến mới ghép ha. Thì bà con mình chưa đặt cọc rồi gửi lại bữa hay bữa em mới có chuyến em mới ghép xe cho bà con mình đi đặng cho đỡ tiền phí chút. Đó. Thì một con hai ngày nữa thì em có chuyến đi giao về thẳng bơm Đồng Nai với bến xe Sa Đéc đó. Đó thì bà con nào có ưng bộ mấy con này thì nói chung thì dùng nào thì em cũng ghép xe, nhưng mà cũng đợi bữa hay bữa em mới ghép được. Chứ ghép xe mà đòi em giao liền thì đó em giao không được rồi. Đó thì bà con nào có ưng bộ mấy con này thì cứ liên hệ số điện thoại để trong màn hình ha. Đó, giá là 38 triệu. Thì anh còn thương lượng chút xíu tiền xe của chú anh chị xa đó. Chung thì cũng chút ít là nghe cô chú anh chị. Nói chung thì tới khi hình em cũng thương lượng sát giá cho bà con mình hết rồi. Đó. Đó thì bây giờ tính đi con bò chữa mà tơ chữa thì nó cũng nằm ba mấy triệu rồi. Cái này được một cái nữa mình nó đẻ ra con nữa nè. Nó cũng có ba mấy triệu à. Đó, nếu mà con mẹ này thì đang ôm con đực thì nó nằm giá phải bốn mấy triệu của chú anh chị. Đó. Thì bà con nào thấy ưng bộ mấy con này thì cứ liên hệ số điện thoại để từng hình. Đó, giá đó thì hình ảnh và giá cả bộ mấy con này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào muốn mua bộ mấy con này thì cứ liên hệ số điện thoại để từng hình. Đó, giá là 38 triệu ha, thì còn thương lượng chút xíu tiền xe. Đó. Mẹ con rất đẹp ha. Đây con mẹ nè, con mẹ thì dàn thùng nè. Đó. Tướng tá dàn thùng thì khỏi nói luôn. Đó thì em thẳng em có chuyến xe đi về thẳng bơm Đồng Nai và bến xe Sa Đéc, thì bà con nào ở hai vùng đó có mua thì liên hệ cho em rồi có gì em thẳng chuyến em ghép xe đi luôn ha. Rồi đi để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cho chú anh chị mình nặng của ba con đực kem ha. Đó trong đây thì hai con pháp kem này của chú anh chị. Đó hai con pháp kem trắng với một con pháp kem đỏ ha. Đó thì ba con này thì quan sát thì xương sóc nó thì khá to của chú chị. Đó tướng tá kiểu mẫu rất đẹp nè. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng ba con này thì liên hệ cho mình gọi cho mình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em chứ tin với chủ nhà thì tìm điện trực tiếp ha. Đó con này con đầu tiên này của chú chị. Thì nói chung thì con đầu tiên thì lúc mà mấy tháng trước có chích ngừa. Đó thì nó có dị ứng lên mấy một mặt khô quá rồi ha. Đó, hồi em quay mấy mục đó cho cô chú chị coi. Đó nhưng nó khô khỏe mạnh hơn qua. Cáp mình rất hay. Đó F1 lông nhuyễn da mỏng, ba con này thì F1 luôn. Đó chiều cao của con này thì 1m16 nè, 1m15, 1m16 nè cô chú chị. Còn hai con kia là chiều cao nó 1m18. Đó xương sóc ba con này thì khá to ha. Đó thì không con nào bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì ba con này thì cầu bằng là 20.500.000 một con. Đó giá này thì giá chốt nha cô chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng ba con bò này thì cứ liên hệ số điện thoại để tầng hình. Đó. Đây. Nè cô chú chị coi nè. Đó cái mục nó khô mài rồi nó còn dính trong lòng nè ha. Đó dưới đít nữa nè. Đó nhưng mà cái lưng nó thì khó nói luôn. Này thì cái lưng khỏi nói luôn cô chú anh chị.
Con này thì cấp mình nó quá đẹp rồi. Đây cổ nè, khô hết rồi nè, tu rang hết rồi, mặt mày đó. Đây con thứ hai, con thứ hai thì cấp mình nó cũng quá đẹp luôn, xương sắc cũng khá to. Ba bò này quan sát thì đều móc sò, chân xương sóc to, móng sò cùm đứng thẳng đó. Cào bằng 20.500.000 một con, giá này thì chốt luôn chứ không còn thương lượng nữa chú chị. Đó thì của chú chị nào muốn mua ba con thì liên hệ số điện thoại để tầng hình. Còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà của chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó đích ra, đích cũng hết thằng không. Đó lưng nè của chú chị, lưng thì cũng lưng đôi ha. Đó đây con đỏ nữa nè. Nói chung thì con đỏ thì không bằng mấy con kia, nó hơi gầy gằn một chút nhưng mà xương sóc thì cũng rất to. Đó xương sóc thì cũng khá to ha. Cấp mình nè, mình thì cũng rất đẹp đó, đầu trụi đó. Thì cô chú anh chị nào muốn mua đó thì cào bằng 20.500 một con. Đó bò này thì 7 tháng bò của chú chị, lứa bò này nè. Đó cấp mình rất đẹp ha, tướng tá lực lạc, xương sóc thì rất to. Đó thì chú chị nè, khá to nè, không có con nào bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Có nói là chích người diêm da nó cũng đủ đầy đủ hết rồi. Chùm lông đen đó, anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để tường hình. Đó, con này thì khỏi chơi luôn của chú chị, con này thì cấp mình nó quá là đẹp rồi, nó đít nở dai nở đó. Thì cô chú anh chị nào muốn mua ban bò này thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Con này thì cấp mình khỏi nói luôn, nở dài nở nó vào đực mình nữa, thịt của nó khỏi nói luôn của chú anh chị. Đó vào đực mình lựa mấy con như thế này khỏi nói luôn, nó sao nó mang cái hết biết luôn á đó. Đó nhưng nó thì nó hơi thấp hơn hai con kia thì không mấy phân, hai phân. Đó đít nè, đít con nào mấy nè cô chú chị thấy không, con đỏ này thì đít nó hơi thua hai con đây ha. Nói chung thì con đỏ này nó hơi nhỏ tháng hơn mấy con kia chút, nhỏ hơn phân nửa tháng tuổi á, nó cũng đang sức lớn cô chú chị. Sóc khá to, nó đít nở dai nở nè, con lưng con nào cũng thấy không. Đó ngày pháp kem xương sóc mà cấp mình con này dữ dằn luôn. Đó thì cầu bằng 20.500.000 một con. Chú chị nào thấy ưng ban bò này thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì xin số chủ nhà cho chú chị điện trực tiếp ha. Nói chung cái con này lúc trước là nó 6-7 triệu rồi chú chị, riêng gì con này không nè, tức là phải nằm giá 26-7 triệu. Đó thì nói chung thời điểm nào mình tính theo thời điểm đó ha. Đó thì cào qua cào lại thì 22.500.000 một con, thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Muốn gặp anh xuống chị điện trực tiếp ha. Đó em là kênh chăn nuôi bò Bánh Tre, sống lúc 12 giờ trưa giờ 7 giờ tối hàng ngày. Con nào có muốn mua bò vú béo và sinh sản thì liên hệ cho em ha. Đó thì mai mốt thì em có chuyến giao về Sa Đéc, Đồng Tháp, Bình Dương, với Đồng Nai. Đó bà con nào ở vùng đó thì có mua cứ liên hệ số điện thoại để tường hình. Đó nặng có chuyến hàng ngày đi luôn ha. Chung thì ghép xe hai con mới ghép đi cô chú chị, còn ba con là không có ghép xe được ha. Tại vì xe không tắn mà chở được có bốn con.
đó thì bà con nào có ơn gì với má cá mình rất đẹp, nó từ tướng cá đẹp, đít nở cũng hết thăng, nó xương sóc cũng khá to. Đó thì gửi đến đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi, thì cô chú anh chị nào muốn mua ba đợt này thì cứ liên hệ số điện thoại, muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, nhắn tin số chủ nhà thì cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì hình ảnh và giá cả ba đợt này em gửi đến cho cô chú anh chị xong. Bây giờ em xin kết thúc video ha, xin chào cô chú anh chị.